đặc sản đám cưới poka Vinh tuấn kiệt gọi tên hòa minh di hết hóa đi chơi lại làm thành viên đoàn lân sư rồng cực hài hòa minh di đã không ngại đánh mất hình tượng trong đám cưới poka Vinh tuấn kiệt vào ngày 16 tháng 11, đám cưới của poka Vinh tuấn kiệt đã chính thức được diễn ra đáng chú ý dù được tổ chức tại đồng tháp là quê cô dâu song dàn sao cũng vẫn đổ bộ đến dự tiệc trong đó sự xuất hiện của hòa minh di lại một lần nữa giật spotlight theo đó sau khi có mặt tại đám cưới hòa minh di lại khiến dân tình được nhiều fan cười lăn cười bò vì độ lầy lội của mình theo đó cô nàng đã chẳng ngần ngại xóa bỏ hình tượng và sẵn sàng nhập nhiều vai hài. Cụ thể, nữ ca sĩ đã hóa thân thành DJ với những màn trà đĩa không thể hài hơn. Chưa kể, nữ ca sĩ còn kết hợp cùng Ngọc Phước thành lập đoàn lân sư rồng với cô là người múa lân. Những hành động lẫn biểu cảm bá đạo của nữ ca sĩ cũng đã bị cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Trước đó, Hòa Minh Di cũng có chia sẻ khi bị nói về việc giữ hình tượng trong đám cưới Puka, ca, Tuấn Kiệt, hình tượng là gì nhở, hình tượng chỉ trước giờ chưa bao giờ là sang trọng. Lịch sự hay hiền ngoan ấy chị thực sự vẫn luôn là một cô bé hoạt bát quậy lầy mà ta chị đi đám cưới của bạn nên căn bản chị nghĩ chị và mọi người vui vẻ là trên hết còn chị đi diễn mà lố bịch trên sân khấu thì chị hoàn toàn nhận lời góp ý